anh Xoạc em trong phòng khách, anh Xoạc em ở lan can, Xoạc em khi cơn mưa tí tách hương nến còn thơm nước trên bàn, anh Xoạc em trên ô tô ta ngất ngây qua từng góc phố, và anh Xoạc em trên cano mà âm thanh này đi theo gió, và Xoạc say hết cả quần, Xoạc đứng hết cả chân, bộ môn thể dục nhịp điệu này bắt buộc thế đứng nó phải gần, bây giờ không phải nghĩ đến hàng hiệu trên người cởi bỏ đi em ơi. Giây phút này hơi tan thuộc sau vô giá mặc kệ bỏ đơn chết. My calendar then more pretty girl be in the kiss. Ain't loyal như kẻ lô lệ, anh như vị vua cầm thể hạ bệ bàn đà kinh nấu sức bê. Mình đã ngược xỉ đêm mái nhẹ dưới lưng em, để anh dạy thêm ít thâu đi mẹ, khi ta soạn nó sẽ chân thêm nào ta cầm cầm. Tất nhiên bằng chân là tạm công. Dây. Bài 9 là lọ em cưỡi ngựa, bài 10 là tiên ông phóng sữa, 11 là bướm bay vần cải, còn 12 chuẩn chỉ đã kiếm ảnh biết rõ cảnh đa, 13 là thằng xanh mắt nhím, 14 là tiên cô hai nắm, kế tiếp là hắn để xe thổ xong lên cha mày mở cửa xong đó đến võ tầm đào hổ.